cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trong 24 giờ qua. Con gái ông Putin hiếm hoi xuất hiện tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg. EU gấp rút trao quà cho Ukraine, giấc mơ của Kiev sắp thành hiện thực. Ông Putin đang đùa với lửa, chuyên gia cảnh báo Nga sẽ bị Trung Quốc xâm lược Mặt trận Poprovsk ác liệt, lữ đoàn 47 Ukraine đối đầu 3 lữ đoàn chiến đấu của Nga. Hà đội Biển Đen gặp ác mộng khi tìm cách Mirage 2000 năm tới Ukraine. Con gái ông Putin hiếm hoài xuất hiện tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg vâng thưa quý vị các con gái của tổng thống nga vladimir putin hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng tuần này họ đã tham gia vào các diễn đàn tại diễn đàn kinh tế quốc tế san petersburg Maria Voronsova và Karetina Tikhonova được cho là ở độ tuổi từ giữa đến cuối 30 là con gái của ông Putin sau cuộc hôn nhân với vợ cũ Lyumila, người mà ông đã ly hôn vào năm 2013 và sau gần 30 năm chung sống. Ông Putin cho biết các con gái của ông làm việc trong lĩnh vực khoa học và giáo dục và ông có cháu nhưng ông chưa bao giờ xác nhận tên của họ. Theo tờ báo độc lập Novaya Gazeta Europe của Nga, cả hai người đều từng tham dự diễn đàn thường niên ở Saint Petersburg, nhưng chỉ có cô con gái Úc Tikhonova Nova là diễn giả. Tikhonova Nova là một giám đốc điều hành công nghệ đã xuất hiện một video vào thứ Năm tại một diễn đàn về việc đảm bảo chủ quyền công nghệ của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự. Cô có tên trong danh sách diễn giả của diễn đàn với tư cách là Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Trí tuệ Quốc gia, gọi tắt là NIDF, buổi thảo luận được điều hành bởi người dẫn chương trình truyền hình và nhà tuyên truyền nổi tiếng của Putin là Vladimir Soloviev. Tikhonova đã bị Mỹ và Anh trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 vì cuộc chiến ở Ukraine vì công việc hỗ trợ Bộ Quốc phòng Nga. Trong phát biểu của mình tại diễn đàn, cô nói về sự đổi mới và loại bỏ việc nhập khẩu các công nghệ liên quan đến lĩnh vực dân sự và quân sự. Cô con gái lớn của ông Putin là Maria Voronsova, người cũng bị xử phạt, đã trực tiếp phát biểu tại một hội thảo vào hôm thứ Sáu về những đổi mới trong công nghệ sinh học và sản xuất sinh học. Voronsova là một nhà nội tiết học, được liệt kê là nhà thành viên của Hiệp hội Xuất tiến Khoa học Nga. Tổng thống Putin đã rất giữ bí mật về các con gái của mình và cuộc sống gia đình của ông một số nhà phân tích tin rằng đó là vì ông muốn tỏ ra quyền lực và không để lộ những điểm yếu có thể bị lợi dụng tổng thống nga trước đó từng nói rằng các con gái của ông không tham gia chính trị và sống cuộc sống bình thường tikhonova được cho là đã từng cố gắng theo đuổi sự nghiệp nhà lộn rất andron voronsova được cho là đã kết hôn với một doanh nhân người hà lan và cặp đôi được cho là đã sống trong một căn hộ trị giá 3,3 triệu đô ở hà lan EU gấp rút trao quà cho Ukraine, giấc mơ của Kiev sắp thành hiện thực. Thưa quý vị, tờ Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị Liên minh châu Âu EU nên bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine trong tháng này. Động thái này nằm trong nỗ lực thể hiện ủng hộ của khối đối với Kiev ngay trước khi Budapest đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của EU. Kiev đã nộp đơn xin gia nhập EU vài tuần sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và được cấp tư cách ứng cử viên vài tháng sau đó. Đây là một trong những quyết định nhanh nhất của khối để thúc đẩy bởi những động thái từ phía Moscow. Cuộc xâm lược của Nga đã thúc đẩy quá trình mở rộng EU khi mà Ukraine và Moldova trở thành các ứng cử viên gia nhập EU vào tháng 6 năm 2022 và Georgia vào cuối năm 2023. Các cuộc đàm phán với một số nước ở Tây Balkan cũng đã được đẩy nhanh sau nhiều năm trị trệ. Hãng tin Reuters của Anh cho biết, trong một cuộc họp về tư cách thành viên của Ukraine ở EU vào hồi tháng 12 năm 2023, tức năm ngoái, thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người phản đối các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine đã quyết định rời khỏi phòng họp sau khi 26 lãnh đạo đại diện cho 26 quốc gia thành viên còn lại của EU tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu quyết định Hôm 7 tháng 6, phát biểu tại một cuộc họp với các đại sứ các nước thành viên, Ủy ban châu Âu cho biết Ukraine hiện đã đáp ứng các tiêu chí như thực hiện các biện pháp chống tham nhũng, hạn chế vận động hành lang chính trị, các quy định về kê khai tài sản đối với các quan chức nhà nước. Georgia trong những tuần gần đây đã thông qua luật kiểm soát đại diện nước ngoài bất chấp cảnh báo của Brussels và đã không nhận được tín hiệu tích cực từ phía EU. Theo một số quan chức quen thuộc với vấn đề, khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đòi hỏi sự nhất trí từ tất cả 27 chính phủ của EU và Hungary đã nhanh chóng đưa ra phản đối. Tại cuộc họp vào hôm 7 tháng 6, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết Quyết định hiện nằm trong tay tất cả các quốc gia thành viên. Budapest cho rằng Kiev cần phải làm nhiều hơn nữa vì quyền lợi của người dân tộc Hungary sống ở Ukraine. Hai nguồn thạo tin cho biết một cuộc thảo luận của khối về việc có bắt đầu đàm phán để Ukraine gia nhập EU không sẽ bắt đầu vào tuần tới. Người phát ngôn của chính phủ Hungary đã không trả lời yêu cầu bình luận. Theo Financial Times, Ông Putin đang đùa với lửa. Chuyên gia cảnh báo Nga sẽ bị Trung Quốc xâm lược. Theo quý vị, điều này thực sự có thể xảy ra không? Nghe có vẻ gần như không thể là tình được. Các chuyên gia quân sự có thể hình dung về một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Nga trong những điều kiện nhất định. Theo họ, thì Vladimir Putin như đang đùa với lửa theo truyền thông trung quốc được coi là đồng minh thân cận của nga mới đây vladimir putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới bắc kinh nơi ông đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn nữa với người đứng đầu nhà nước và lãnh đạo đảng trung quốc tập cận bình trung quốc và nga cũng kêu gọi một giải pháp thông qua thỏa thuận chính trị để chấm dứt cuộc chiến ở ukraine putin ca ngợi những nỗ lực hòa bình của trung quốc tất nhiên là ca ngợi những điều có lợi cho ông trung quốc có thể đâm sau lưng vladimir putin vâng hai chuyên gia quân sự hiện đã bày tỏ nghi ngờ về mối quan hệ giữa trung quốc và nga matthew powell một nhà khoa học về chiến lược và nghiên cứu không quân tại đại học pausmao nói với daily star rằng bắc kinh không hài lòng với nga ở một số khía cạnh đô đốc lord west tiến thêm một bước nữa trong chương trình youtube the world at war do the sun sản xuất ở đó ông khiến mọi người ngồi dậy và chú ý với luận điểm rằng mục tiêu dài hạn của tập cận bình có thể là phá vỡ liên minh với putin và thậm chí là xâm lược siberia nếu nó trở nên thật sự tồi tệ và họ ý là trung quốc rất cần tài nguyên tôi nghĩ rằng có một nguy cơ rất thực tế là họ sẽ chiếm các phần của siberia mà họ muốn ông tuyên bố đó là tất cả về tài nguyên. Tài nguyên sẽ ngày càng trở thành vấn đề đối với Trung Quốc. Họ đã phát hành bản đồ Siberia với tên Trung Quốc. Đô đốc Lord West chắc chắn. Đó là lý do tại sao ông Putin đang đùa với lửa. Người Trung Quốc không thích ông ấy. Ông tiếp tục. Mặt trận Bob Cross ác liệt. Lữ đoàn 47 Ukraine đối đầu ba lữ đoàn chiến đấu của Nga. Lực lượng lục quân Ukraine báo cáo rằng các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 đang cầm chân ít nhất 3 lữ đoàn chiến đấu của Nga trên mặt trận Bokros. Lực lượng lục quân Ukraine lưu ý rằng người Nga không giảm tốc độ các hành động tấn công của họ và mặt trận Bokros là tâm điểm của cuộc giao tranh. Tại đây, địch đang cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ của chúng ta. Các chiến sĩ của lữ đoàn cơ giới số 47 đang cầm chân ít nhất 3 lữ đoàn chiến đấu của quân Nga. Lục quân Ukraine cho biết ngày 8 tháng 6, với nguồn nhân lực dồi dào, người Nga nhanh chóng bổ sung những tổn thất to lớn của mình và tung những người lính mới vào trận chiến hết lần này đến lần khác. Cuộc chiến không ngừng trong dậy lát. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 25 máy bay không gây lái của Ukraine tấn công lãnh thổ Nga ở các tỉnh Grosop, vùng Belgorod, tỉnh Beryas, Tula, Asakhan, Krasnodar, Krai, Crimea, Ngoài ra, hai phương tiện mặt nước không gây lái hướng tới bán đảo Troibia, được cho là đã bị phá hủy ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen gặp ác mộng khi tiêm kích 2000 năm tới Ukraine Không quân Ukraine sẽ có trong trang bị tiêm kích Margaret năm do Pháp cung cấp, theo đánh giá đây là tin rất xấu đối với hạm đội Biển Đen của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho biết sẽ cung cấp đợt đầu số lượng năm tiêm kích Migrate 2000 năm cho không quân Ukraine. Thông tin trên thu hút sự quan tâm rất lớn từ truyền thông quốc tế. Giới phân tích cho rằng số lượng tiêm kích Migrate 2000 của Ukraine sẽ không chỉ giới hạn ở 5 chiếc khi không quân Pháp còn 27 chiến đấu cơ loại này và ít nhất 60 chiếc Migrate thuộc phiên bản 2000D. Chúng được thay thế bằng loại Rafale tiên tiến hơn. Ưu điểm của tiêm kích Maverick 2000 năm đó là hệ thống kiểm soát hỏa lực của nó cho phép sử dụng tên lửa không đối không Mica EM tối tân lắp đầu dẫn radar chủ động COS và cả phiên bản Mica IR trang bị đầu dò hồng ngoại. Những tên lửa này có tầm bắn tối đa trong khoảng 50 đến 60 km. Thông số trên không có gì nổi bật nhưng Mica lại có khả năng cơ động cao với tải trọng 50kg nhờ tích hợp động cơ kiểm soát vector lực đẩy, mang lại khả năng đánh chặn mục tiêu bay với sức cơ động ở mức 25kg. Chưa dừng lại ở đây, cái tiêm kích Migrate 2000 năm hoàn toàn đủ khả năng tích hợp tên lửa không đôi không tầm siêu xa MPDA Meteor hiện đã được trang bị cho tiêm kích Rafale tiên tiến hơn. Tên lửa Meteor được trang bị động cơ Gromsek mang lại tốc độ và khả năng cơ động cao ở khoảng cách 130-160 km tính từ phương tiện phóng, tạo ra vùng không thể trốn thoát lên tới 100 km, vượt xa khả năng của A-771 của Nga và AIM-120D do Mỹ sản xuất. Chiếc đấu cơ Maric 2005 được trang bị radar hàng không đa chế độ hiện đại RDY-2 có khả năng phát hiện mục tiêu hàng không với diện tích phản xạ hiệu dụng RCS 3 mét vuông từ cự ly 130 đến 140 km. Maverick 2005 được đánh giá vượt trội so với Su-27SM, SM-3, Chính vì vậy, để duy trì ưu thế trên không, lực lượng hàng không vũ trụ Nga cần điều động các tiêm kích Su-35S, MiG-31BM hoặc Su-30SM-2 được trang bị tên lửa A-37M, A-FIFI-SD và A-27ER để nghiên chiến. Tính năng đáng sợ nhất của Marik 2000 năm đó là có thể mang theo hệ thống trinh sát quang điện tử The Moscow và tên lửa hành trình chiến thuật Skype E3 Storm Shadow với tầm bắn 250 km, ở phiên bản xuất khẩu và lên tới 560 km trong biến thể nội địa dành cho không quân Pháp. Tiêm kích Mirage 2000 sử dụng động cơ Smegma M53P20 rất tin cậy, đơn giản trong bảo trì, giúp máy bay có thể cất cánh từ các đường cao tốc khu vực ở Tây Dục Rền, khiến Nga khó lòng tấn công phủ đầu vào các căn cứ không quân dự kiến triển khai nhiều trường hợp F-16AM. Nhưng đáng ngại nhất đối với Nga chính là tiêm kích Marek 2000 được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Exocet, có thể bắn chìm toàn bộ tàu chiến của hạm đội Biển Đen, ngay cả những con tàu mới và tối tân nhất. Thực tế, chiến trường đã chứng minh các hệ thống phòng không hạm tàu của Nga có hiệu quả rất thấp khi chống lại tên lửa Neptune, Harpoon hay Storm Shadow, trong khi Exocet lại đáng sợ hơn hẳn những loại trên. Trước diễn biến mới nhất, Nga cảnh báo sẽ coi tiêm kích Marek 2000 năm là phương tiện mang vũ khí hạt nhân chiến thuật và sẽ có động thái đáp trả thích đáng khi chúng xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Mặc dù vậy, tuyên bố này có vẻ không ảnh hưởng tới quyết định của Pháp khi Tổng thống Emmanuel Macron thậm chí còn công khai ý tưởng thành lập đơn vị cố vấn quân sự và sẽ sớm đưa lực lượng này tới Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.